13 second defences since then. He's a former European champion. Good work for Williams. He's gone. He's gone. Nụ hôn đêm giao thừa, những cú knock out kỳ lạ nhất, phần 2. Está haciendo show desde las 7 de la noche a la discoteca. ¡Andan! ¡El IA está golpeando! ¡Aquí estoy yo! As if sometimes speed or reach. Oh, good left hand as well. And again. And the hand. Shot. Oh, a good right hand. Williams again showing that punching power. Man cuts already early in this fight. We're only in the third round. Good body shot there from Williams. So he always believed it was his destiny to get a world title, and he's bossing this again here, really trying to bully Fox around. Williams, he won't stop throwing shots when he gets close. It's not working for him, so he needs to fire back. Fox under pressure. That's good right hand there from Williams. Oh, great shot. Tremendous right hand. Maintain that distance so Fox can't hold on to him. That's a lovely arm, lovely body shot there from Williams. And the problem Fox, though, because there's such a habit of throwing off his shot. Good shot again. Fox did well to stay up from that. It's such a habit to put that left hand low up. Melantes Fox is going to win this fight from here. It's going to be some turnaround. And he's going looking to put him down again here. Oh, great right hand there from looking to hit him with a right hand counter as he comes in close. Oh, just a little bit short there with that right hand, Williams. And he missed by a whisker. Yeah, he just skimmed in the target, wasn't it? He's got himself in trouble, even in wins. So good, lovely work. Oh, two big left hands, and he's going to go again. Referee might stop it. He's looking, it's going to be all over. He's gone down, and it's all over. I'm not sure. He's forcing him to throw a shot, and then Williams can just take a little lean back and counter him every time. Make him miss, make him pay. 13-7 defences since then. He's a former European champion. Oh. Good work from Williams. He's gone. He's gone. Midway through big trouble, and Williams is going looking for him right here, right now. And he's down for a second time. Left hand puts him down on the seat of his pants. And referee. The shot, a lot of these shots taken on the gloves there, and you know, you can make an argument that I think there's not many stunning shots getting through. Joe Mullander obviously sells a few tickets, Josh. Yeah, very problem manager. Joe Mullander obviously sells a few tickets, Josh. Yeah, very problem manager. That's what I expect over the few rounds, Josh, is there'll be periods of this, just both having a little rest, having a little look. They can't keep that work wear out for 3 minutes of every round, can they? Oh, lovely bit by Joe there. You can actually get more of a breather than if you stand still, believe it or not. Merton just pouring out of that jab, and Mullander landing the right hand and then come back to the left hook, and a left hook again from Mullander. I think this is another round so far for Joe Lestier. He pulls out the bag. I think he's catching Diego a lot more. He is definitely more accurate as the rounds have gone on. He's starting to turn the head of Burton there.
to be much as much coming back. Mullander, another good right to the body. Great and a shot. Great left. Great shot. Sickening shot. And there's a left to the head as well. Puts the pressure on here now. I can see the referee stopping this. That was a sickening shot. Hosunov is struggling now at the end of this third round. And as he looks around, he looks us in the eyes. Really, there's not much left. Not at all. No, he looked over at us there from the corner and he just looked a spent force. Really dejected fighter there in the corner. Given the way this fight started, what an impressive way Mullander has earned his way into the fight. Tremendous, because what's impressed me more though about Joe tonight, it's not just been the way he's been coming and attacking forward. He's not been doing it without thought though. He's always been aware of the shots coming back at him. He's had his gloves up, he's caught them like he's doing there. He's catching them, then he's coming back with his own. It's not just reckless work. Hosunov is just trying to hang in there at the moment. Another good shot. But look at Mullander. He will not be denied, and big right to the body. And Hosunov, he must be feeling it now. He's looking up almost pleadingly. I would not be surprised if the referee stops this if Mullander puts on a bit more pressure. Trận đấu giữa Liam Williams and Joe Mullander. Liam Williams, võ sĩ quyền Anh người xứ Wales, anh giành được các danh hiệu vô địch hạng nhẹ và hạng trung của Vương quốc Anh và khối thịnh vượng chung. Anh xác lập thành tích 22 trận thắng, 2 trận thua, 1 trận hòa, trong đó 17 trận thắng knock out. Joe Mullander, võ sĩ quyền Anh của Vương quốc Anh, anh có thành tích 13 trận thắng, 3 trận thua với 5 trận thắng knock out. Trong buổi họp báo sơ gan trước trận đấu, Liam Williams đã trao cho Joe một nụ hôn. Các bạn hãy chờ xem, đấy có phải là nụ hôn của thần chết tiễn biệt một linh hồn lạc lối đi vào cõi vĩnh hằng hay không nhé? The things that Mullander has to do pose a massive risk, because he has to rush Williams' work, but then he's going to walk onto uppercuts, like he's going to score war with him. I think that's his only chance, but technically there's only one. But not too much clean getting through as yet. He's had, that's better, that did land right up to the body, and tried to tee off one or two uppercuts, hasn't he? He's not been able to get through. Mullander's just talking to him as much as to say, come on, you're supposed to be the flashy boxer, what are you going to do? Well, really he wants Williams to work hard. He wants him to throw lots of punches. If he's blocked him out, he'll try and tire him out. He's got to be careful that some of the... No, he changes the angle of attack there, Williams. Little screw shots rather than straight shots. They'll pierce that down. Oh, nice right hand there from Williams. Right up. High. Good shot. And another one. A bit of the alley. Is that only the left to the body was probably the shot of the round, Barry. And Williams doing a pretty good job of tying him up. That's a left hook there from Mullander. Và chính xác, mặc dù Liam Williams rất lịch sự và tình cảm trao cho Joe một nụ hôn, nhưng trong giao đấu cứ là giao đấu, khi anh hạ knock out Joe bằng một loạt đòn combo vô cùng ác liệt. Bởi vậy ông bà ta thường nói, ngọt mật thì rùi chết tươi đó mà. One minute, 9 seconds of round number two. The winner by technical count out, and still British middleweight champion, Liam Williams. Talking points aplenty, but the machine was certainly finely tuned today, and boy, did he deliver. And here's one of them. In 100 years, has there ever been a night where two British titles have been won by Welshmen? Here, John. I finally got him, all these years later. Well, Richie, he was in a different class, wasn't he?
Yeah, he boxed very well, didn't he? I think the Ingle camp have done a great job with him. They've got him to use his jab very well, boxes well from the centre of the ring. I thought the pace suited him, he whipped in the body shots. Mullinder just kept coming forward. The tactics were right from Mullinder. Richie, watch here. Thinking back, forgive me for interrupting you, but thinking back to the Liam Smith affair, he's very careful there, isn't he? Yeah, he's having to watch for heads and for the cuts. But Mullinder's coming forward. He's got to move the head. There's the body shots whipping through. And then he goes through the gears. But then he goes back to the centre of the ring, you see, and starts again. Good variety, uppercuts, hooks, and really puts his shots together well. And he's nice and accurate. It's a good performance from Williams. He seems to be improving with every fight. Steve? Yeah, he tried the head. It didn't work. Generally, it does. He tried it again. It didn't work. We knew there was a big gulf in class. We knew it was a major leap that Joe Mullinder was taking. But you know what? British title fights are full of guys taking a leap. And they go out on their shield, a proverbial shield. He took the chance. He gave it everything. The machine! Dan's in big trouble. Trận đấu giữa Anderson và Silva, Chris Weidman. Anderson da Silva, võ sĩ hỗn hợp người Mỹ gốc Brazil. Anh là nhà vô địch hạng trung của UFC và là võ sĩ giữ đai vô địch lâu nhất trong lịch sử UFC. Ông chủ tịch Dana White của UFC và các nhà bình luận võ tự do trên thế giới bầu chọn Anderson là võ sĩ hay nhất mọi thời đại của UFC. Slides under. Silva looking to finish. He caught him with a big knee. And big an elbow by Anderson Silva. He can submit people. Vitor looking for the big left hand. Outstanding head movement by Anderson. Like we said, second to none. Ah! Anderson Silva, 11 fight win streak, could very well be coming to an end. A record setting win triangle streak. Watch out! Triangle! This is trouble! This is trouble! USC middleweight champion of the world, Chris Weidman. Chris Weidman, võ sĩ hỗn hợp người Mỹ gốc Đức và Ireland. Anh trưởng thành từ trường học khi tham gia tập luyện môn đấu vật. May mắn cho Chris khi anh gặp và luyện tập nhu thuật Brazil cùng với Gabriel Monsta Toribio, một bậc thầy về Jiu-Jitsu, nhu thuật Brazil. Anh từng là nhà vô địch hạng trung của UFC và nắm giữ suốt trong vòng 2 năm rưỡi. Chris cùng với Anderson là hai đối thủ nhiều duyên nợ. So với Anderson thì anh là một đấu sĩ chân ướt chân ráo bước vào đấu trường MMA, trong khi Anderson được Silva đã thành danh và trên con đường trở thành một huyền thoại của làng MMA của UFC. Tuy vậy, Chris có thể bù đắp cho các kinh nghiệm của mình bằng sức trẻ và sự chăm chỉ rèn luyện võ thuật của mình. Trận đấu này, Anderson và Chris có màn ra mắt kỳ lạ. Anderson vì thế Chris điển trai, hay anh ta có máu bóng liệu cái trong người? Có lẽ cho rằng Chris chưa đủ tuổi giao đấu với mình nên anh ta cho Chris một nụ hôn. Đó là một nụ hôn lần cuối của thần chết để tiễn đưa một linh hồn kẻ ngây thơ đi vào cõi vĩnh hằng. Các bạn hãy chờ xem diễn biến trận đấu thế nào nhé. Once again, here is Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening.
presented by Bud Light. Here we go. Second. Bring it. Anderson cứ nhảy múa rồi chạy lòng vòng xung quanh lòng bát giác, có lẽ cậy vào cái tài múa mai do anh có luyện tập qua Vịnh Xuân. Remember, the last time we saw Anderson taunt an opponent like this was Damian Maia. And he put on a show for the first few rounds and then completely coasted for the last two. Head kick. Speed difference. Yeah. Wow, he tried a crescent kick on him. Và đây là cái kết tất yếu cho kẻ không lo đánh mà chỉ lo múa mai mà thôi. Và nụ hôn của anh trong buổi họp báo cho trận đấu là nụ hôn tạ từ Chris vì anh bị chính Chris tiễn anh về cõi vĩnh hằng. Chris Weidman, who is the new UFC middleweight champion of the world. With the official decision, here is Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 1 minute 18 seconds of the second round, declaring the winner and new UFC middleweight champion. Trận đấu giữa Jerome Le Banner và Mike Bernardo. Mike Bernardo, nhà vô địch hạng nặng máu quyền Anh thế giới WBF, người Nam Phi. Anh tham gia thi đấu kickboxing và giành giải vô địch siêu hạng tại Pro Muay Thai năm 1996 và năm 1998. Anh cũng giành nhiều danh hiệu trong K1. Rất tiếc sau khi giải nghệ, anh tiếp tục theo đuổi con đường học vấn và trở thành nhà tâm lý học tại Cape Town, South Africa. Sau đó người nhà phát hiện anh qua đời mà không rõ nguyên nhân tại sao. Người ta cho rằng vào cuối đời anh phải chiến đấu với căn bệnh trầm cảm là hậu quả của việc bị bắt nạt trường học khi anh còn trẻ. Và đây cũng là bài học cho các gia đình và bậc phụ huynh.
chúng ta cần phòng ngừa và loại bỏ vĩnh viễn việc bắt nạt học đường đối với trẻ em. Jerome Lebanner, võ sĩ tự do, kickboxing, võ sĩ quyền Anh, võ sĩ đao vật, diễn viên điện ảnh người Pháp, anh giành vô số các danh hiệu vô địch trong sự nghiệp võ thuật của mình. Đặc biệt là trong kickboxing, anh là nhà vô địch hạng nặng hầu như không có đối thủ. Trong khi Shogun không biết vì lý do gì mà Jerome đã trao cho Mai một nụ hôn, đáp lại Mai cũng trả lại bằng một nụ hôn, thật là khó hiểu quá chừng. Hey, I'm not going to do that.
Mai tưởng Jerome hôn mình thì anh ta sẽ nhường tay, nhưng đừng có mơ. Hôn là hôn, đánh là đánh. Kết quả Mai bị một đòn đá quét và bị hạ gục một cách chóng vánh. Đâu đó còn phảng phất một nụ hôn ngọt ngào trên vành môi của anh sau khi Jerome đã tiễn anh về cõi hư vô. Đến đây Tradingo xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của đại gia đình trong thời gian vừa qua. Kính mong đại gia đình tiếp tục đăng ký, xem và chia sẻ video với bạn bè. Tradingo xin kính chúc đại gia đình một ngày bình an. Cảm ơn.